Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. Phật giáo phát triển đối với nguyên thủy mà nói là ngoại đạo phải không ạ? Quý vị nên nhớ là quý vị hỏi cái này là sư live stream cho toàn cầu họ nghe nghe. Thì sư có thể nói như thế này nè. Ngoại đạo là gì? Ngoại đạo là những người không thờ Đức Phật Gotama của mình và xem đó là thầy. Tức là họ thờ một đấng giáo chủ nào đó khác thì đó mới là ngoại đạo chứ, đúng không? Còn mình vẫn thờ Đức Thế Tôn, Đức Phật Gotama của mình thì làm sao gọi là ngoại đạo được? Cái thứ hai, ngoại đạo còn có nghĩa là đi con đường khác. Đi con đường nào là đi con đường khác? Là đi con đường nằm ngoài bát chánh đạo, nằm ngoài tứ diệu đế thì đó được gọi là ngoại đạo. Cho nên chừng nào anh còn tu tập theo bát chánh đạo, theo tứ diệu đế thì anh không gọi là ngoại đạo. Chừng nào anh còn thờ Đức Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca của mình xem là người thầy, là người nương nhờ thì anh không gọi là ngoại đạo. Nhớ giùm sư điều đó ha.